chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình tại Kuala Lumpur. Thì đây là công viên Kuala Lumpur City Center, cái LCC Park. Nhạc nước hả? Nhưng mà nó cũng giống như nó cũng là một cái park rồi. Xíu nữa có nhạc nước bắn cho mình coi không? Có, mọi người đang ngồi đợi nè. Hay là mình ngồi đục ghê vậy? Mình cũng vô mình ngồi đợi con nhạc nước được. Ây chè. Nhìn cũng gì mà này nọ ha. Cái bọn có tiền có khác. Nhìn khúc này xây giống quận 7 mày ơi. Khúc cầu ánh sao nhìn rồi. Nó cũng như quận 7 thôi. Hay mình nói tiếng Anh đi bạn. Tao vừa mới nói tiếng Anh. Có cái drone kìa. Có drone kìa. Bay. Trời máy hiện đại vãi. Trời ơi. Ô mày đặt có giờ không kìa anh, 8:19 kìa. Đâu? Kìa thấy cái tòa tháp không? Cái tòa đó nó ghi giờ đó, 8:19 kìa thấy không? Tòa nào giờ? Cái tòa bên này nè, thấp bên nè, một tháp màu vàng vàng đó. Muốn biết nó bắn mấy giờ đúng không? Hỏi. Hỏi đi. Nhà nó đỡ chưa? Đây này, đông ghê nè, quá trời người ngồi chờ, đúng là nhờ chờ nhặt nước hay sao á, đông quá trời. Ai cũng fit cái chỗ mà xin đi ngồi. Ngồi bên kia cũng quá trời kìa anh Định. Bên kia là nó đứng luôn á, bên đó là đứng. Bên đây là còn ngồi nè. Sunria xin kia CC. Nước tiếng Anh là gì?